Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong thời lượng 10 phút của chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Công ty cổ phần nhựa Hưng Yên đa dạng sản phẩm thân thiện với môi trường, doanh thu hơn 2 tháng đầu năm 2023 đạt 30 triệu đô la Mỹ. Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long, doanh nghiệp dẫn đầu thu nhập cho người lao động ngành may Hưng Yên. Các doanh nghiệp vận tải chịu nhiều thiệt hại do phải chờ đợi khi đi đăng kiểm phương tiện. Tập đoàn Hòa Phát ủng hộ 8 tỷ đồng cho chương trình xây nhà ở hộ nghèo nạn nhân Da Cam tỉnh Hưng Yên. Những lưu ý cho doanh nghiệp về lưu trữ hồ sơ hải quan. Doanh nghiệp chuyển hướng sản xuất phục vụ thị trường nội địa. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với các nội dung chi tiết của chuyên mục. Qua hơn 2 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu của công ty cổ phần nhựa Hưng Yên đạt 30 triệu đô la Mỹ, thu nhập bình quân của hơn 1.000 lao động từ 12 đến 13 triệu đồng một người trên một tháng. Bình quân mỗi tháng, công ty xuất khẩu 5.000 tấn sản phẩm, bao gồm túi siêu thị, túi đựng rác, màng mỏng, găng tay, trong đó chủ yếu sang thị trường Nhật Bản. Qua gần 3 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu đạt 30 triệu đô la Mỹ. Dù giảm 10% so với cùng kỳ năm trước, nhưng đây vẫn là sự nỗ lực cố gắng lớn của doanh nghiệp trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy thoái. Để tiếp cận thị trường và những yêu cầu mới về sản phẩm, hiện công ty đang đầu tư dịch chuyển sang sản xuất túi thân thiện với môi trường, túi tự hủy và tiếp tục tìm kiếm mở rộng bán hàng thị trường mới để tiêu thụ sản phẩm. Mục tiêu của công ty cho năm 2023 là chúng tôi phát triển thêm một cái dòng sản phẩm mới, đó là cái dòng sản phẩm túi zipper dùng để đựng các cái thực phẩm cũng như là các gói cà phê, bánh kẹo. Thì đấy là một cái xu hướng rất là phát triển. Thưa quý vị và các bạn, theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, Hưng Yên là một trong 5 tỉnh đứng đầu cả nước về quy mô sản xuất, gia công hàng may mặc với khoảng 80.000 lao động làm việc. Trong đó nhiều doanh nghiệp trong top đầu cả nước vì có thu nhập cao cho người lao động. Đó là các công ty may Hưng Long ở thị xã Mỹ Hào, may Tiên Hưng ở huyện Tiên Lữ và tổng công ty may Hưng Yên ở thành phố Hưng Yên. Trong đó, công ty may Hưng Long nhiều năm liên tục dẫn đầu về tổng thu nhập bình quân tháng và thưởng Tết cho người lao động so với các doanh nghiệp may khác trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Hiện công ty có gần 4.000 công nhân làm việc tại hai nhà máy ở phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào và xã Dân Tiến, huyện Quảng Châu. Năm 2022, lương bình quân của người lao động đạt 12.600.000 đồng một tháng, thưởng Tết bình quân đạt trên 30 triệu đồng. Quý 1 năm 2023, thị trường may mặc toàn cầu giảm cả về số lượng và giá cả. Hoạt động của các doanh nghiệp may gặp khó khăn hơn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các doanh nghiệp vẫn giữ ổn định công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động. Hưng Yên là tỉnh có nhiều doanh nghiệp với hàng chục nghìn đầu xe ô tô chuyên vận tải hàng hóa đường dài đi cả nước. Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi đưa phương tiện đi đăng kiểm phải chờ đợi mất nhiều thời gian, áp lực lớn về tiến độ chở hàng. Đến ngày 19 tháng 3, toàn tỉnh có 6 trạm đăng kiểm thì 3 trạm vẫn dừng hoạt động, trong khi 3 trạm còn lại tại các địa bàn huyện Kim Động, huyện Yên Mỹ và huyện Văn Giang luôn bị quá tải. Không chỉ xe ô tô trong tỉnh mà nhiều chủ xe các tỉnh lân cận như Hà Nội, Bắc Ninh cũng di chuyển về Hưng Yên để đăng kiểm. Tại các trạm, lượng xe để đăng kiểm xếp hàng dài chờ đợi tới lượt. Các doanh nghiệp vận tải phản ánh bị thiệt hại do xe phải chờ đợi nhiều ngày mới tới lượt đăng kiểm. Ảnh hưởng quá lớn đến doanh nghiệp vận tải chúng tôi. Ví dụ như là để phải đi đăng kiểm được một chiếc xe phải chờ từ 5 ngày đến 1 tuần. Vừa qua, tập đoàn Hòa Phát đã ủng hộ 8 tỷ đồng cho chương trình chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam tỉnh Hưng Yên năm 2023. Hòa Phát là doanh nghiệp lớn hoạt động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Hàng năm, tập đoàn luôn nằm trong số các đơn vị có đóng góp ngân sách lớn nhất trong khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Tại tỉnh Hưng Yên, năm 2022, tổng số nộp ngân sách của tập đoàn gần 970 tỷ đồng. Bên cạnh hoạt động sản xuất, tập đoàn còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội bằng nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như xây dựng trường học, xây nhà ở cho người có công với cách mạng và hộ nghèo, ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Thưa quý vị và các bạn, qua số điện thoại 0363089089 và hòm thư điện tử địa chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com, chương trình đã nhận được nhiều câu hỏi của cá nhân, doanh nghiệp gửi về.
doanh nghiệp có câu hỏi như sau. Xin hỏi chương trình, hồ sơ hải quan đã làm thủ tục thời gian lưu trữ là bao lâu? Nếu bị thất lạc, có bị xử lý vi phạm không? Ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe nội dung trả lời của đại diện đến từ Chi cục Hải quan Hưng Yên. Theo quy định tại điểm D khoản 2 điều 18 luật hải quan, thì người khai hải quan có một trong các nghĩa vụ đó là lưu giữ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa đã được thông quan trong thời hạn 5 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán và các chứng từ khác có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu đã được thông quan trong thời hạn do pháp luật quy định. Trường hợp các chứng từ điện tử thì lưu giữ dưới dạng điện tử hoặc chuyển đổi ra chứng từ giấy theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. Trường hợp bị thất lạc các chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan thì người khai hải quan sẽ bị xem xét xử lý vi phạm theo quy định tại nghị định số 128 năm 2020 của Chính phủ ngày 19 tháng 10 năm 2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan. Quý doanh nghiệp, cá nhân có những câu hỏi liên quan hay những nội dung cần phản ánh trong chương trình, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089 và hòm thư điện tử đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com. Những câu hỏi của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến các cơ quan chức năng liên quan trả lời làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, đại dịch Covid-19 và chính sách bảo hộ doanh nghiệp sản xuất mà nhiều quốc gia đang thực hiện đã gây ra không ít khó khăn cho doanh nghiệp Việt sản xuất hàng xuất khẩu. Vì vậy, thay vì chỉ chú trọng vào sản xuất hàng để xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp Việt đã chuyển hướng đầu tư sản xuất hàng phục vụ thị trường tiêu thụ nội địa và gặt hái được thành công. Phóng sự sau đây sẽ cho chúng ta thấy rõ điều này. Trải qua biến động của thị trường, trước áp lực cạnh tranh, dù phải chuyển hướng một phần hay đa dạng mặt hàng sản xuất để duy trì doanh nghiệp trong những lúc khó khăn, song có một điều mà gần 20 năm qua doanh nghiệp này luôn kiên trì duy trì mảng sản xuất đóng thùng vải ô tô truyền thống của địa phương để phục vụ thị trường tiêu thụ nội địa. Thị phần FDI đầu tư về Việt Nam trong những khu công nghiệp giải từ Bắc chí Nam nó là rất lớn. Mà cái lượng lưu chuyển logistics ấy, dùng bằng cái thùng công này ấy, thì đang rất cần nhiều. Kiên trì định hướng phát triển của doanh nghiệp với mục tiêu sản phẩm ngày càng tốt hơn, giá thành ngày càng cạnh tranh hơn. Kết quả là doanh nghiệp đã thu được trái ngọt sau quãng thời gian dài gần 20 năm phát triển. Đến nay, mặt hàng thùng vải ô tô của doanh nghiệp Việt Hải cũng như của nhiều doanh nghiệp khác tại huyện Yên Mỹ đã được cả nước biết đến và tìm về hợp tác đặt hàng. Trong đó có cả những khách hàng là đại lý của những thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản như Isuzu, Hino. Qua thời gian chúng tôi cũng đánh giá chất lượng thùng đóng của Việt Hải là rất phù hợp với nhu cầu khách hàng và cũng trong thời gian gần đây là khách hàng chấp nhận. Việc đóng thùng ở đây thì chúng tôi cảm thấy rất hài lòng bởi vì cái chất lượng và giá thành khách hàng phản hồi rất là tốt. Từ một cơ sở sản xuất nhỏ đến nay quy mô sản xuất mỗi năm từ 500 đến 600 thùng vải ô tô. Thùng xe kín dạng container với đủ chủng loại kích cỡ khác nhau phục vụ thị trường trong nước. Trong đó có cả những khách hàng là doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam đầu tư. Tại việc làm cho trên 200 lao động với mức lương bình quân 10 triệu đồng một người trên tháng. Chúng tôi thì cũng luôn là những người đồng hành và hoàn thiện mình để hoàn thiện cho những cái sản phẩm tốt nhất để phục vụ cho cái ngành logistics của tỉnh và đất nước nói chung. Quan điểm của chúng tôi mãi mãi là khởi nghiệp. Theo số liệu mới nhất của Liên Hợp Quốc, dân số Việt Nam hiện trên 99,4 triệu người, đứng thứ 75 trên thế giới. Độ tuổi trung bình dân số trẻ, sức mua ngày càng lớn là lợi thế lớn để doanh nghiệp Việt phát triển, phục vụ thị trường tiêu thụ nội địa. Bởi hiện nay có một thực tế chúng ta phải thừa nhận, đó là các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày trên thị trường do doanh nghiệp Việt sản xuất ra vẫn chiếm số lượng có hạn so với hàng nhập khẩu và hàng do doanh nghiệp nước ngoài sản xuất. Thời lượng 10 phút chuyên mục đồng hành cùng doanh nghiệp tuần này của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Quý doanh nghiệp và cá nhân có những nội dung cần thông tin trong chương trình hay có những câu hỏi cần sự trả lời của các cơ quan chức năng liên quan, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089 hoặc hòm thư điện tử tại địa chỉ đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com. Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.